Nói chung là không nên dùng những cái từ gọi là thiếu văn hóa để mạt sát, để chửi lẫn Dạ, nhau, đúng mà. và cũng không có chửi một cái cá nhân nào cụ thể. Nhưng mà theo tôi thì như thế này, những cái người mà người ta phải bỏ đất nước để ra đi ấy, là người ta có Dạ. mấy cái lý do. Cái thứ nhất là vì họ sợ bị trả thù. Nếu như mà họ ngay thẳng ấy, thì họ không sợ bị trả thù. Cái thứ hai, bây giờ người ta tiếc nuối một cái thời mà người ta được hưởng cái tiền viện trợ của Mỹ. Người ta sống ví Dạ. dụ như là cái sĩ quan Ngụy ấy, sĩ quan chế độ Cộng hòa, Nha. thì người Dạ. ta được hưởng cái tiền trợ cấp mà gia đình có thể sống thoải mái. Thì Dạ. họ thờ giặc Mỹ, mà giặc Mỹ nó nhảy vào thì nó trả tiền như thế, nên là đến bây giờ họ không được hưởng cái đó nữa thì họ cảm thấy nuối tiếc. Và cũng có những người mà gom hết tiền bạc các thứ, người ta đi vượt biên thì người ta bị mất hết, rồi ở các trại tị nạn này bị cướp hết, bị tịch thu hết, rồi người ta Dạ. sang đấy, người ta sang Mỹ, sang Canada, rồi Giống như sang một số nước khác, người ta buộc phải lao động chân tay. Người ta đang được hưởng cái tiền trợ cấp của Mỹ mà bây giờ người ta lại phải lao động tay chân, mà người ta ở cái khí hậu nó cũng cực khổ lắm, rồi một mùa thì tuyết phủ, một mùa thì nắng gió ít. Đấy, thế là người ta nuối tiếc. Người ta nuối tiếc quá thì bây giờ là người ta chả còn cách nào khác nữa, người ta hô hào nhau. Là lật đổ chế độ Cộng sản ở Việt Nam. Nhưng mà tôi cũng đã hỏi rất là nhiều đúng không? Cộng sản người ta có làm gì đâu. Hơn 90 triệu dân Việt Nam ở bên kia ấy, thì người ta nói là Cộng sản dưới chế độ Cộng sản Việt Nam ấy, thì dân nó khổ lắm, nó nghèo lắm. Nhưng mà thử hỏi xem bây giờ Yamaha này, Honda này, rồi Vespa này, rồi Suzuki này, nó bán xe, bao nhiêu cái xe Honda, bao nhiêu cái xe mô tô ở Việt Nam, chưa kể là các cái hãng Sao gọi được vậy? điện tử như Samsung, LG, Sony. Đấy, nó bán bao nhiêu cái máy lạnh, bao nhiêu cái tivi ở Việt Nam. Thế Việt Nam có nghèo không? Nếu nghèo thì bao nhiêu cái hãng ô tô, kể cả Rolls Royce đúng không, là cũng đều bán ở Việt Nam. Mà Rolls Royce thì thế giới đâu có nhiều đâu, cũng bán ở Việt Nam. Thì những cái điều đó để chúng ta chứng minh cho họ biết, và nói với những người yêu nước biết rằng ấy, là đừng có nghe chúng nó xúi tầm bậy tầm bạ đúng không. Là dân Việt Nam không nghèo, ai mà chịu khó lao động ấy, thì cũng đều là đủ ăn đủ mặc. Còn giàu ấy, thì cũng rất là nhiều người giàu đúng không, chứ cũng không phải đến mức độ mà nghèo như là chúng nó tuyên truyền. Thế còn nói với một số bạn ở trong nước mà nghe kích động để đi biểu tình ấy, thì mình nói như thế này. Cái thứ nhất, các bạn biểu tình để làm cái gì? Trước tiên ấy, các bạn phải trả lời được cái câu hỏi là các bạn đi biểu tình vì cái gì. Còn nếu như mà vì mấy cái trăm nghìn mà nó hứa để nó cho các bạn ấy, thì các bạn nên nhớ rằng ấy, là cái vụ tháng 6 ấy, thì đã rất nhiều công nhân ở Powell đã bị có cái nguy cơ là bị sa thải. Mà khi mà các bạn bỏ việc, các bạn đi biểu tình, các bạn bị sa thải, thì đấy là các bạn tự bê cái bát cơm của mình, các bạn hất đi. Khi đó thì các bạn mới thấy cám cảnh. Còn các bạn nên nhớ rằng ấy, là đất nước nào cũng có người khổ, có người sướng, nên hiểu rằng như thế. Đúng. Và có người ấy, khổ vì điều kiện hoàn cảnh, do ốm đau bệnh hoạn, thì làm bao nhiêu ấy, cũng đưa đi chữa bệnh thì cũng là khổ. Có những người đúng không, là đủ ăn đủ mặc thì là họ sướng đúng không. Thế bây giờ ấy, chúng ta phải biết là chúng ta là sinh ra ở trên đời này. Và tôi bây giờ ai bảo là tại sao tôi tôn thờ Cộng sản, vì tôi trả lời một câu này: nếu không 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 lật đổ cái
chế độ thực dân Pháp ấy, thì không có bố mẹ tôi, không có bố mẹ tôi thì không có tôi. Thế nên đứa nào nó chửi thì, nhưng mà tôi chỉ muốn nói các bạn là không có chế độ cộng sản thì không có chúng ta. Còn ấy, trong quá trình ở đất nước, đổi mới đất nước thì không tránh khỏi những cái sai lầm. Và hiện nay ấy, chúng ta, đảng và nhà nước đang mạnh dạn là sửa chữa những cái mà chưa làm cho người dân hài lòng, thì lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân ở trên website của chính phủ, website của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nên ai cảm thấy bất bình, ai chưa cảm thấy hài lòng thì vào những cái website đó để phản bác, để mà đóng góp cho đảng và cho nhà nước. Còn đừng có mà nghe theo chúng nó kích động. Còn chúng nó ngồi bên kia, rồi xong chúng nó đi quyên góp của những người người ta làm khổ cực chết mẹ ra, rồi người ta đi quyên góp xong về hô hào để lật đổ chế độ, lật đổ cộng sản. Vậy thì nói chung ấy, là lật đổ bằng cái mồm à? Hả? Lật đổ bằng cái gì? Thế còn ấy, bạn nào ấy, mà dám đang bê cái bát cơm ở trên tay mà hắt đi ấy, mà nghe theo chúng nó mà hắt bát cơm đi, xong ngày hôm sau ấy, run rẩy đứng trước vành bóng ngựa, dạ em không biết gì, dạ em còn nhỏ dại, dạ em bị xúi dục, thì mới tự thấy ngu, đúng không? Còn tôi không chửi ai cả. Còn đấy là tôi đúng không? Thì đối thoại trực tiếp xem là bạn cảm thấy bức xúc vì cái gì, bạn cảm thấy căm ghét cái chế độ này cái gì, chế độ này làm cái gì cho bạn hận. Đó, nhiều bạn xăm cả cái chữ hận đời lên ngực, nhưng mà hỏi đời làm gì bạn mà bạn hận thì không trả lời được, đúng không? Tất cả đừng có azua, đừng có azua làm gì cả. Tốt nhất ấy, tự mình suy nghĩ cho chính mình, đúng không? Cho bố mẹ mình, cho anh em mình, đúng không? Thì còn có những cái người mà làm cao sang lắm ở Việt Nam, đến như Bùi Tín, đúng không? Nguyên là đại tá, đúng không? Thế nhưng mà rồi xong đến cả đến cái chức vụ là phó tổng biên tập báo Nhân Dân, đúng không? Quyền cao chức trọng, nhưng mà cũng chỉ vì gọi là cơ hội chính trị, ảo tưởng chính trị, chạy ra nước ngoài, xong rồi đến khi mà chết không có một cái người thân nào ở bên cạnh. Đấy là một cái sự nhục nhã của một con người. Đấy là con người phản bội tổ quốc thì đấy là cái sự nhục nhã. Còn bây giờ có công ăn việc làm đàng hoàng tử tế, sống cạnh bố mẹ anh chị em, đúng không? Ngày vẫn ba bữa, đúng không? Tối vẫn có tivi màn hình phẳng xem, đúng không? Người ta uống bia thì mình cũng uống bia, người ta uống rượu mình cũng uống rượu. Thế cuộc sống như thế là gọi là đầy đủ rồi, đúng không? Ta còn tiết kiệm mà vẫn mua được cả ô tô, không có tiền mua xe mới, ta mua xe đi rồi, vẫn có ô tô đi, đúng không? Xe máy thì 17 triệu, nếu mà ai mà làm thấp lắm thì 3 tháng lương là cũng mua được cái xe máy để đi, đúng không? Thế thì các bạn hận cộng sản ở cái chỗ nào? Nếu mà các bạn hận cộng sản thì các bạn trả lời là hận cộng sản cái chỗ nào, các bạn thì trả lời tôi xem, đúng không? Thế nên là thôi, tôi chỉ muốn lên đây chia sẻ cùng với Hà My, bởi vì Hà My mà nói nhiều quá thì chắc cũng khản cổ, đúng không? Nên là thôi, chia sẻ với Hà My để chia sẻ cùng với anh em, và cũng muốn gửi anh em ở trong nước, anh em một đôi lời. Tôi không chửi bất kể cá nhân nào, nhưng tôi... nước mình đúng, mình đều lên có tiếng nói nhá. Mình cũng góp ý rất mọi người là không cần chửi tục, không cần chửi tục ai cả. Mình không cần dùng những cái lời lẽ tục tĩu làm gì cả, đúng không? Bây giờ mình chứng minh để cho bà con Việt kiều ở nước ngoài, những cái người mà không có điều kiện về Việt Nam, tôi nói thẳng là nhiều người không có điều kiện để về Việt Nam, nói thẳng ra câu đó. Bởi vì hiện nay á, nhá, một số đang có nguy cơ bị trục xuất thì rất là nhiều rồi, tính con số đến hàng nghìn rồi. Nhưng còn một số người cũng tâm huyết, cũng lao động cực nhọc lắm, nhưng không có điều kiện về Việt Nam. Thì mong muốn là anh em mình nhá, là nói những cái mà hiện trạng của cuộc sống Việt Nam, của đời sống xã hội, của nhân dân Việt Nam, để cho bà con hiểu được. Và bà con đừng mắc lừa đi nộp tiền cho mấy cái đứa đi quyên góp, rồi xong nó hô hào và chống cộng mới lại lật đổ. Chống cái gì? Lật ai? Đúng không? Đấy, thì chia sẻ để cho mọi người cùng biết, chả chống được ai, chả lật được ai đâu. Mà còn ấy, những ai mà đang có công ăn việc làm ổn định ấy, thì thôi chịu khó đi mà làm đi,
không nhỡ lại người ta đuổi việc cái rồi công an nó gọi ra 3 hôm thì bỏ việc 3 ngày, bỏ việc 3 ngày là giám đốc công ty nó đuổi việc đấy, mà nó đuổi việc đi xin việc nó khó, rồi vợ con lại bơ vơ, rồi lại lúc ấy lại đi mượn tiền mượn gạo, rồi xong cái lại hay là rồi đi sa đà vào vay vốn xã hội đen rồi lãi suất cao lại mang nợ khổ ra. Thôi cứ chịu khó mà làm mà ăn. Còn những cái điều gì mà cảm thấy chính quyền chưa được thì góp ý với chính quyền. Tất cả các trụ sở ủy ban dân đều có hộp thư góp ý, phải không? Có phòng tiếp dân. Nếu những cái gì mà cảm thấy mà mình chưa đồng ý với chính quyền thì lên phòng tiếp dân gặp gỡ để chia sẻ. Những cái gì mà mình cảm thấy mà mình bức xúc thì gửi thư góp ý, nếu mà không lên phòng tiếp dân thì gửi thư góp ý, đúng không? Sao không? Những cái người này họ phải là như một phần là không phải như anh nói, mà để mà đi có họ cố tình chống đối, đó là em nói sự thật. Chúng ta có theo dõi nhiều cái bọn cố tình chống đối, không cố dạ, tình tôi chống, đối. Nó cố chống đối mình cũng biết phải là những người khác mà đang nó ăn tiền, nó cắn tiền của tụi Bác Que, là nếu tụi trong nước nó đã cắn tiền của Bác Que rồi, nó cố tình chống nước, nó cố tình chống lại xuyên tạc đất nước, chứ không phải là nó thừa hiểu trong đất nước của mình, nhưng nó là tiếp tay. Nhưng cái đứa này dưới tụi em nó kêu nhỏ nó nhiều, nó mình chia sẻ, mình chia sẻ rồi. Mình chia sẻ, mình giải thích cho bà con, cho anh em lao động, cho nhân dân mình nghe. Còn những kẻ nào mà cố tình ấy, thì sẽ có pháp luật xử, đúng không? Thế còn anh em mình hô hào bảo là đánh chúng nó. Nếu mà bây giờ, ấy, ví dụ như chúng nó đi ra đường mà một người dân yêu nước mà quá bức xúc mà đánh nó, thì nó lại đổ tại là cộng sản đánh dân, rồi đổ tại là công an cải trang để đánh dân. Nói chung là chúng nó nhiều lý do để chúng nó đổ cho nó chính quyền. Nó nhiều lý do rồi. Nó còn đó, đánh công an ngồi chưa ra, nó nhiều lý do rồi. Không cần đánh. Nhưng mà mình phải giải thích cho bà con, rồi cho anh em, rồi cho mọi người hiểu được rằng ấy, là đừng có mắc mưu của chúng nó. Chúng nó hứa cho nhưng mà rồi cuối cùng có mấy người được cho tiền đâu. Đúng không? Ra trước tòa rất nhiều người bảo là tại vì nó bảo là tôi đi thì cho tôi mấy trăm nghìn, nhưng mà cuối cùng tôi được đồng nào đâu. Đúng không? Thế là thôi, mình chia sẻ để cho anh em hiểu và cho mọi người cùng hiểu. Còn không cần phải chửi một ai cả. Tức là những cái người mà chửi thì đấy là những người mà tự bất lực trước chính mình. Đúng không? Người ta bất lực quá, người ta chả làm gì được, người ta mới chửi. Chứ còn thôi, mình chửi là người ta làm gì. Người ta cũng như mình thôi. Người ta đầu óc, người ta ngu muội, vợ con người ta khổ. Anh nói có cái đúng. Nhưng những người này họ quá phang bản rồi, họ lôi ra những cái người mà chính phủ trong đất nước, họ đem họ kiểu không còn một cái gì hết. Nhưng có người em phải chửi, những người này em phải chửi, tại họ quá phang bản rồi, họ lôi ra những cái chính phủ giống như Bác Hồ, họ lên họ kiểu không còn một cái gì hết. Cái này là em không từ được, có cái em không chửi, có đàng hoàng không chửi, còn những cái bắt buộc em phải xài. Không có nên để nhìn nhường những cái loại này, có thể em không nhìn nhường những cái loại này. Chửi nhiều quá lắm mệt. Không, em đâu có mệt, em phải chấp nhận lên diễn đàn này em không mệt anh à. Phải chấp nhận đấu rồi là không mệt anh. Rồi. Nhưng có người lịch sự thì em sẽ lịch sự lại. Còn những người họ không lịch sự, họ comment dưới, họ chửi lãnh thổ đất nước của mình, thì làm sao mà nhìn được anh? Cái loại cặn bã mà làm sao em mà nhìn được? Nếu con người mà biết họ già 60 mấy, họ không biết nói tôn trọng, họ chà đạp đất nước quê hương của mình, quan điểm này là ai chửi thì người ta cứ chửi, bởi vì ấy, người ta chửi bằng mồm thì chả làm được cái gì cả, đúng không? Thôi cứ kệ. Không, cái đó hay phạt anh ạ. Nó chửi thì nó vận vào thân nó thôi, cứ kệ nó, đúng không? Thế còn mình tốt nhất là mình trao đổi. Em muốn tốt nhất, em nên làm diễn đàn là em những người em nhận, có người em không nhận. Anh nào lên thì ok giùm Hà My nha. Rồi vận động bà con là đừng có nghe chúng nó xúi dại. Rồi ok nhá. Em vận động rồi. Bây giờ tuyên truyền cũng nhiều. Mình giải thích bây giờ lũ chúng này không cần giải thích. Họ già rồi, họ đã sai lầm từ cách đây là 43 năm rồi. Họ đã quá sai lầm từ đầu. Bây giờ này,
cái mà thành phần mà cách đây 43 năm ấy thì là ít. Đấy, cái vấn đề nó ở cái chỗ ấy. Thực ra thì đừng có ai nói là thằng Mỹ nó tốt, đúng không? Thằng Mỹ nó không có đánh bằng bom bằng đạn đối với Việt Nam nữa, nhưng nó âm thầm nó nuôi thằng Việt Tân thì nó có tốt không? Mà thằng Việt Tân thì nó đi xúi bà con trong nước đi khủng bố, từ đốt cái nhà xe của công an rồi định khủng bố ở sân bay Tân Sơn Nhất, đúng không? Em mời chị trả lên đó. Rồi đợi em chút xíu. Chị Lisa ok luôn, chị Lisa ơi. Chị Lisa ok luôn cho em ơi. Chị Lisa ok luôn cho em, thấy có camera không?